Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải tám Tây Ninh 02, giải tám An Giang 69, giải tám Bình Thuận 01 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Tây Ninh 765-373, giải đặc biệt An Giang 340-938, giải đặc biệt Bình Thuận 204-306. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.